Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xuyên Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay kênh Xuyên Việt Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một số cái clip về cái xưởng thùng mà Xuyên Việt Nam đang hoàn thành. Ở cái xưởng thùng này thì bên mình sẽ có các cái công tác là hoàn thiện các cái sản phẩm xe thùng cánh rơi cũng như là các cái xe thùng kín mà theo yêu cầu mà khách hàng đặt ra. Trước mắt các bạn là một cái sản phẩm Đông Ben T30 thùng cánh rơi. Thùng cánh rơi này là thùng cánh rơi không nguyên bản. Đấy, thì bên mình sẽ nhập khẩu cái thùng cánh rơi của nhà máy về. Sau đó thì mình sẽ tùy biến theo cái nhu cầu của khách. Thì cái sản phẩm này để khách hàng muốn sử dụng để bán hàng lưu động. Thế nên là mình sẽ phải thiết kế nó để có các cái bưởng mở ra, có các cái không gian để mà khách hàng có thể đứng ở trong và bán hàng trực tiếp ra ngoài. Thì, Đông Ben T30 thì mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Nó vẫn là một cái sản phẩm mà có một cái ngoại thất giống như những chiếc xe con, như những chiếc xe X30 mà chúng ta thường gặp. Thứ nhất là chúng ta sẽ vẫn có cái kê tản nhiệt giống các cái sản phẩm của BMW ở đây. Để mình cho các bạn nhìn. Đây, BMW ở đây chúng ta sẽ có một cái logo Đông Ben ở đây. Xin lỗi các bạn thông cảm với mình là xưởng nó hơi nhiều bụi. Thế nên là các anh em trong xưởng cũng không vệ sinh được. Cái sản phẩm này mình sẽ vệ sinh sau khi mà nó đã hoàn thiện. Thì đây mình sẽ quay gần hơn một chút đến cái thùng. Cái thùng là cái quan trọng nhất của sản phẩm này. Thì các bạn sẽ thấy là các anh kỹ thuật đang cố gắng hoàn thiện nốt một số các cái công tác cuối cùng dành cho cái sản phẩm này. Xin lỗi các bạn, nãy mình có một cuộc gọi nên mình hơi thì sẽ phải cắt cái video này ra. Thì cũng giống như các cái sản phẩm T30 khác, chúng ta sẽ có một cái bộ máy 1.5 với cái công suất là 80 kW, một cái thùng là dài 2m9. Với cái sản phẩm này thì với cái thùng cánh rơi, cái thùng bán hàng lưu động lên như thế này thì cái chặt tải trọng của nó sẽ giảm xuống, nó rơi vào khoảng hơn gần 900 kg với cái thùng này. Chúng ta vẫn có một cái ngoại thất nó rất là quen thuộc. Mình sẽ không nói nhiều sâu về cái ngoại thất và nội thất nữa mà mình sẽ chú trọng đến cái phần thùng. Thì ở đây các bạn sẽ thấy cái thùng là bên mình sẽ làm một cái bưởng mở ra như thế kia để khách hàng có thể là dán cái đề can quảng cáo ở dưới ở trên đằng sau lưng và cái bưởng mở nóc lên. Đấy, thì khách hàng có thể là dán các cái sản phẩm mà khách hàng bán ở đây. Và sau đó là khi cái sản phẩm này sẽ ra thị trường thì mở nó lên thì khách hàng sẽ biết được là họ bán cái gì. Đấy, thì cái sản phẩm này đang trong quá trình hoàn thiện, một thời gian nữa mình sẽ làm một cái clip khác để cho các bạn thấy được cái xe này khi hoàn thiện thì nó sẽ đẹp như thế nào. Thì các bạn có thể là đón xem ở những cái video lần sau. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip mà mình làm tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.